Dạ, Phương Mai chúc chè bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì đây là cái mặt hoa của cây giảo tự xoắn đây. Thì người miền Tây của tụi em hay gọi là quắn á cả nhà. Thì xoắn hay là quắn thì đều nó nha. Đó, đây. Thì hôm nay em có quay cho cả nhà mình cùng xem các cái loại mai giống mai tự quắn. Thì hôm nay á, cái cây nái của em nè, nó đã nở hoa rồi. Thì em cũng muốn quay cho cả nhà mình cùng xem cái mặt hoa luôn. Anh nó vừa quắn mà hoa nó vừa đẹp nữa nha cả nhà. Hoa của nó là 8 đến 12 cánh và hoa rất là to và đặc biệt là bung chùm không. Đây cả nhà nhìn thấy cái cánh hoa của nó nè. Hoa rất là duyên đúng không ạ? À, thì chúng ta có một cái mai tự xoắn như thế này á cả nhà. Cả nhà nhìn nè. Nó vừa quắn mà vừa hoa nó vừa đẹp và bông nó rất là bông chùm không nữa thì nó thật sự tết chơi nó rất là duyên ha cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy cái cây mai tự quắn cây nái của em nha. Đó, tết mà chúng ta lại lá ra ha thì nó lòi ra những cái hoa nó tủa xuống y như một cái cửa sổ rồi cả nhà. Nói chung cái này thì chúng ta nên ghép cái phong cao ha, phong cao để nó xỏ từ ở trên xỏ xuống luôn. Đó, đây là cái những cái cây mà nái bên vườn mai nhà em nè. Đó đây cả nhà, rất là nhiều luôn. Hôm nay em thấy nó nở hoa quá trời luôn cho nên là em muốn quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Đó, thì bên vườn mai nhà em thì những cái cây này thì lấy nhân giống ra cả nhà. Nhân giống ra thì hổm ngày cũng có giới thiệu với cả nhà về cái mặt hoa á. Thì nếu mà ai thích á, thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, khi mà chúng ta nuôi lớn á thì cái xoắn của nó nhìn nè, rất là ok luôn cả nhà. Ồ, nhìn thấy mà mê luôn á. Này ha, cả nhà nhìn thấy nè, cái độ quắn của nó nè. À, bông của nó thì bông chùm không cả nhà. Đó, đây, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, ai muốn sở hữu cho mình một cây mai tự xoắn á thì xin hãy alo cho vườn mai nhà em nha. Thì bên em có một số cây nhân giống để bán á cả nhà. À, xin mời cả nhà chúng ta cũng hãy cùng xem cây giống nha. Đó. Hoa của nó là bông chùm không nha cả nhà và màu vàng tươi rất là đẹp luôn ha. Thì xin mời chúng ta cùng xem cây giống nha cả nhà. Đây cả nhà, thì đây là cái mai tự xoắn đây. Thì vừa rồi em có giới thiệu với cả nhà, đó là cái mặt hoa của giảo tự xoắn ha. 8 đến 12 cánh cả nhà. Thì hoa của nó rất là to ha. Thì em lấy cái cây đó thì em ghép em nhân giống ra được mấy trăm cây này nè. Nói chung là bên vườn ai em rất là nhiều giống cả nhà. Thì đó là mai tự xoắn nha. Thì cái lô này thì em có hai loại rễ cả nhà. Xoắn cái loại hình thú nha. Và một cái loại đó là cái lò xo cả nhà. À, đây này cả nhà nhìn thấy cành nhánh rồi nha. Cái này nó không có dài đâu, nó không có cao đâu mà chủ yếu là nó xỏ xuống. Nó cứ lắng xoắn nha. Nhưng mà loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo được rồi cả nhà. Đó, đây. À, cây như thế này nha cả nhà. Đó. Rồi giá là em bán 100 ngàn một cây nha. Một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. À, đây cả nhà nhìn thấy nè. À, rất là đẹp luôn ha. Rồi và tiếp tục là một cái chương trình riêng khách hàng, đó là cái họ hương từ giá 100 ngàn mà em giảm còn 80 ngàn cả nhà. Đó, cây nó cành nhánh như thế này nha. Loại này thì chúng ta có thể lấy bo được liền luôn nè. Rễ thì xử lý rất là đẹp nha. Đó, đủ kiểu hết cả nhà. Đây, đó, đây là giá 80 ngàn một cây nha cả nhà. Đó, một thùng cũng là 4 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta nha. Đó, cành nhánh rất là xum xê ha. Rồi tiếp tục hàng bên đây là hàng cúc hoa hồng thanh tú đây cả nhà. Đó, hoa hồng thanh tú. Thì cái này của vườn em tự nhân giống luôn ha. Thì giá là 120 ngàn một cây cả nhà. Lô này thì nó có vừa có rễ bí nè, vừa có rễ quái và nó có rễ đủ kiểu hết cả nhà. Loại này em bán với giá là 120 ngàn một cây nha. Cái này 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đó chính là hoa hồng thanh tú cả nhà. Cái này là rễ thường nha. Còn có cái loại hoa hồng thanh tú hình con rồng nè. Đó, loại này thì 200 ngàn một con ha. Và con rắn nữa cả nhà. Con rắn thì cũng là 200 ngàn một con nha. Đây. À, thì con rắn bên em cũng có cúc họ hương nè, thì cũng 200 ngàn một con ha. Đó, đó chính là cái dạng loại rễ đẹp nha. Đó. Rồi và xin mời cả nhà chúng ta hãy xem cái lô đại lộc của em nha. Thì vừa rồi em có về cái lô đại lộc với cả nhà. Thì loại này đại lộc đã liền cốt 3,5 rồi ha. Cây liền cốt 100% luôn nha. Giá từ 220 em giảm xuống còn 190 cả nhà. Một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao xíu cho chúng ta nha. Lá rất là nhiều xum xê luôn cho nên trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị rớt một ít lá, nó gãy rụng một ít lá chứ không sao cả nhà. Loại này về thì chúng ta cũng cần nên rong lá bớt ha. Đó, đây. Cây như thế này, nó đang tạo mầm hoa rất là nhiều nha cả nhà. Loại này về chúng ta chơi Tết rất là ok luôn. Thì giá là 190 một cây. 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Và đây là bạch mai miếng điện cả nhà. Đó, bạch mai miếng điện, loại này thì em bán tri ân khách hàng giá chỉ có 70 ngàn một cây thôi nha. À, cái này thì 5 cây các loại 70 ngàn thì bên em sẽ bao ship cho cả nhà. Rồi
và hàng này đây, hàng này rất là đẹp nè, hàng cúc thọ hương này chơi Tết liền cốt 100%, hả, liền cốt đây cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cái loại này thì em có ít không có nhiều nha, vô dây uống hết rồi. Giá là 150 một cây nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng 35cm trở lên. Giá 150 một cây nha. Một thùng 4 cây thì bên em cũng sẽ bao xíu cho chúng ta luôn ha. Rồi đây là nữ hoàng pha lê cả nhà. Nữ hoàng pha lê. Loại này thì bông rất là đẹp nha. À, rễ thì nó có rô rễ quái nè. Rễ này đủ loại hết. Cây rất là mập nha cả nhà. Giá 100.000 một cây. 4 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha. Và đây là hàng giả bạch kim cả nhà. Giả bạch kim lá cẩm thạch đây thì giá là 100.000 một cây luôn nha. Đó, 3 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn ha. Rồi tiếp tục là hàng giả Thủ Đức cả nhà. Đó, giả Thủ Đức đây. Đó, loại này thì rễ xử lý như thế này ha. Rất là đẹp. Loại này thì em bán với giá là 120.000 một cây cả nhà. Đó, một thùng 4 cây thì bên em cũng bao ship luôn nha. Nó đây, nó đang tạo nút nụ rất là nhiều nha. Giá 120.000 một cây cả nhà. Thì 4 cây một thùng bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta ha. Rồi tiếp tục hàng bên đây là hàng giả Tuấn Ngọc đây cả nhà. Giả Tuấn Ngọc nha. Loại này thì giá 80, 100 em giảm còn 80 và một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao ship. Phải nói là Tuấn Ngọc cây này rất là mập. Cả nhà nhìn thấy cái cốt của nó nè, rất là mập luôn. Giá chỉ có 80.000 một cây nha cả nhà. Rồi hàng bên đây chính là cúc vàng thọ cánh xoắn. Loại này từ 50 cho đến 100 cánh cả nhà. Nó 50 cho đến 100 cánh. Thì loại này em bán với giá là 125.000 một cây. 3 cây thì bên em cũng bao ship cho chúng ta luôn nha. Rồi hàng bên đây là hàng cúc bi giá 70.000 cả nhà. Riêng khách hàng giá 70.000 một cây thôi, cao khoảng 40 nha. Rồi 40cm đó cả nhà, 70.000 một cây ha. Rồi hàng bên đây là hàng cúc cam đây cả nhà. Đó, cúc cam loại này thì em bán với giá là 90.000 một cây nha. Đó, loại này thì về lấy bao vô tư cả nhà, vô tư luôn ha, cao khoảng 35 đến 40, giá 90.000 một cây nha. Rồi hàng bên đây là hàng cúc không nguyện hoàng huyết long cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè, cây nó dài thường thuộc luôn. Em để không cắt lý do là để cho chúng ta lấy bo nha. Giá chỉ có 100.000 một cây, lấy mấy chục bo luôn cả nhà, 100.000 một cây thôi nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây chính là hàng giả nu sù cả nhà. Giá nu sù ha. Loại này thì em bán với giá là 100.000 một cây nha. Loại này là ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào sù chỗ đó cả nhà. Đó, 100.000 một cây nha. Cái nhìn nhìn cái lá nè. Ồ, ghép nu ha, ghép sù luôn. Rồi, giá chỉ 100.000 một cây nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây là hàng Phú Tân đang giảm giá đây. Chương trình giảm giá 100.000 em giảm còn 80.000 thôi cả nhà. Phú Tân này đã uống giáng long và rễ đã xử lý hết nha. Đó, giá thì rất là hữu nghị. 100.000 em giảm còn 80.000 thôi cả nhà. Uống giáng long chín rửa hết nè, cây rất là đẹp ha. Rồi, cái này một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao xếp cho chúng ta luôn nha. Rồi tiếp tục hàng tư long cả nhà. Hàng tư long liền cốt nè. Thì giá là 120 thì em giảm còn 200.000 cả nhà. Đó, đây là hàng cúc tư long về lấy bao và chơi Tết luôn nha. Đó, bên vườn mai nhà em thì rất là nhiều giống cả nhà. Ai thích loại nào xin hãy alo cho vườn mai nhà em nha. Rồi hàng bên đây là hàng cúc Tân Châu nè. Cúc Tân Châu loại lớn, loại chơi Tết thì giá 150 một cây cả nhà. Đó, liền cốt hết rồi nha. Giá chỉ có 150 một cây thôi. Một thùng 4 cây thì bên em cũng bao ship luôn ha. Quá trời nhiều giống cả nhà. Đây là cúc tư long nè. Cúc tư long này nở hoa rất là bự, rất là to luôn. Giá 125.000 một cây, cao vi vu 40 cho đến 50 luôn nha. Hàng cúc VIP mập ù luôn cả nhà. Đang giảm giá từ 80 còn 70 luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy cao 40 đến 50 luôn. Rồi tiếp tục là hàng bên đây là hàng giảo nhung cả nhà. Giảo nhung này thì giá 80.000 một cây nha. Rất là rẻ luôn. Và cúc 150 nữa nè. Cúc 150 thì giá 80.000 một cây luôn cả nhà. Đó, và chương trình tri ân khách hàng thì 10 cây bên em sẽ tặng 1 cây nha. Đó. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Đó, hàng cúc VIP thật sự rất là mập luôn. Còn giảo đa phúc nữa cả nhà. Giảo đa phúc thì hoa của nó rất là to ha. Rất là to. Loại này thì bán giá 70.000 một cây cả nhà. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo qua hai số điện thoại nha. Hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh nhé cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin chào tạm biệt.